Tuy nghe người ta nói có đại cảm ứng, vẫn chẳng thốt ra một tiếng nào tán dương, bởi sợ tạo thành mối tệ vô cùng. Thế gian thường hay đem chú vãng sanh viết thành hình tròn, đem khắc rồi in ra, đặt tên là vãng sanh tiền. Đám kẻ đem thiểu tiền ấy thí cho cô hồn. Năm Quang Tự 16, 1890, tại chùa Long Tuyền ở Bắc Kinh, vào buổi sáng sớm Quang ra ngoài cửa tam quan, thấy trong đống cho giấy và cho vàng bạc của lễ phóng diệm khẩu hồi đêm có một xấp giấy vãng sanh tiền dày 2 tấc chỉ cháy 1/2. Nếu tôi không thấy thì người hầu quét dọn sợ rằng cũng bị quét vào đống rác luôn. Do vậy, biết được rằng cái lỗi thiêu chú ấy không chỗ nào chẳng có vị tăng phóng mông sơn, dùng ngân phiếu và tiền giấy kẹp tiền vãng sanh vào trong, xếp thành hình một đầu to đầu nhỏ, đợi đến khi xuất sanh sẽ đốt. Khi lửa cháy gần tới tay sẽ quăng xuống đất, trong khi ấy thường có chữ chưa cháy hết, dù cháy hết cho ấy hoàn toàn bị quăng xuống đất, hả không có lỗi hay sao? Đây chính là điều chính mắt bất huệ trông thấy. Vì thế biết rằng một pháp đã lập cho mối tệ chen chúc nảy sanh chính là lời chân thật vậy. Phàm mọi chuyện phải lo, sao cho lâu ngày về sau chẳng có điều tệ thì mới tốt lành thỏa đáng được. Thiều kinh dẫu có công đức, chỉ sợ do kẻ chẳng cẩn thận lo liệu thì chuyện công đức đâm ra thành chuyện tội lỗi. Huống chi chưa chắc đã thật sự có công đức ư? Bất huệ hiểu biết như thế đó. Đối với bậc đại thông gia thì hết thảy vô ngại, pháp nào cũng viên thông, chứ đối với cái trí hèn kém, thấy biết nhỏ nhoi của bất huệ thì chẳng thể nào như vậy được. Những gì bất huệ nói chỉ là ước theo phân lượng của bất huệ để làm chuẩn mà thôi. 125 thư trả lời cư sĩ Kim Ích Bình, 2 lá thư. 1. Muốn quy y Phật Pháp, liễu danh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, cần phải nên gắng sức chọn hết đạo luân thường. Nếu chẳng thể giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thì căn bản đã khiếm khuyết, chẳng tương ứng với Phật, làm sao có thể được Phật rủ lòng từ tiếp dẫn, hòng đới nghiệp vãng sanh. Vì vậy, phải nên hiếu với cha mẹ, kính bậc tôn trưởng, đối với anh em trai, chị em gái, vợ chồng chủ tớ, mỗi đều phải chọn hết chức trách bổn phận của chính mình. Đối với những điều đã được đề cao, đều chọn hết chức trách bổn phận, thì chính là hiển nhân thiện nhân trong thế gian. Người hiển thiện niệm Phật sẽ dễ cảm được Phật. Muốn liễu sanh tử chẳng thể không chú ý đến luân thường, lại phải nên dựa theo những gì kinh điển tịnh độ đã dạy để sanh lòng tin, phát nguyện, chuyên tâm niệm Phật, quyết định sanh về Tây Phương ngay trong đời này, chọn chẳng khởi tâm cầu phước báo nhân thiên trong đời sau. Phật xem hết thầy chúng sanh như con một, hãy nên kiêng giết ăn chay, yêu tiếc sanh mạng loài vật, dùng điều này để tự hành. Lại còn dạy người, phàm trong gia đình, cha mẹ, anh em trai, chị em gái, thê thiếp, con cái, ngoài là xóm giềng, làm nước, thân thích, bằng hữu, đều nên nói cho họ biết về lợi ích niệm Phật. Đời này tiêu trừ tai chướng, tăng trưởng phước thọ, mạng chung sẽ được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Gần đây thế đạo loạn đến tột cùng, phạm những ai tin Phật, niệm Phật, thường gặp dữ hóa lành, họa hoạn hiện thời có tránh cũng không thể tránh được, có ngừa cũng không thể ngừa. Nếu có thể trí thành niệm Phật sẽ âm thầm, chẳng gặp phải tai họa, có lợi ích to lớn như vậy, nữa nào chẳng cho cha mẹ, anh em vân vân của ta và hàng xóm láng giềng vân vân biết đến ư? Nhưng muốn cảm hóa người khác thì chính mình phải thật hành mới được. Nếu chính mình tuy niệm Phật, nhưng đối với chuyện giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, suy nghĩ sự phần nhiều chẳng đến nơi đến chốn, sẽ khó thể cảm thông. Này đặt pháp danh cho ông là Tông Thành, Tông là chủ, Thành là chân thật. Nếu đối với mỗi chuyện ông đều có thể lấy chân thành làm chủ, thì lâu ngày trời tháng ai nấy đều nhìn theo bắt chước nhau làm lành. Đấy gọi là thành tri sở trí, kim thạch vị khai, lòng thành đến cùng cực, đã vàng cũng nứt. Huống gì là người đồng loại ư? Hãy nên thường xem Di Đà, Kinh Bạch Thoại Giải, Ra Nguồn Lục, Cảm Ứng Thiên Trực Giảng. Từ nhỏ đã dạy cho con cái thường đọc Cảm Ứng Thiên, bài văn ấy mỗi ngày đọc xong 3 lượt, tối thiểu phải đọc 1 lần, đọc suốt cả một đời này. Lại đọc sách, trực giảng, hành theo đó sẽ tự có thể dự vào bậc chánh nhân quân tử. Quang già rồi chẳng nên thường gửi thư đến nữa. Muốn xem những sách nào hãy thỉnh từ Hoàng Hóa Xã, đừng thuận tiện gửi thư cho tôi. Ông chịu hành theo Ra Nguồn Lục, Văn Sao vân vân thì cần gì 1-2 bức thư nữa. Mùa đông năm ngoái đã in 3 toa thuốc cài thuốc viện cực linh nghiệm, còn toa thuốc trị bệnh sốt rét chẳng tốn 1 phân tiền mà không ai chẳng trị được lành. Nay cười kèm 3 trang theo thư Xin hãy bảo với hết thảy mọi người, ngõ hầu con quỷ gây bệnh sốt rét, chẳng làm khó người ta nữa, thì lợi ích lớn lao thay. 2. Đã biết hổ thẹn sám hối, cớ sao vẫn hành động y như cũ, ác chẳng thấy giảm, thiện chẳng thấy tăng vậy? Không có gì khác cả, vì tâm chẳng trí thành vậy. Nếu tâm lấy trí thành làm chủ, lẽ nào biết rồi mà vẫn cố phạm? Biết mà tâm vẫn cố phạm là vì tâm thật ra chẳng có lòng thành khẩn, quyết định đổi lỗi hướng thiện mà ra. Chính ông đã muốn làm hiền nhân, thiện nhân thì tự có thể xa lìa tập khí ác. Kẻ chẳng thể xa lìa là vì tâm chẳng quyết định. Nếu hời hợt chơi vơi trần trừ khinh mạn, sẽ khó tránh khỏi quay về đường cũ. Từ giày đừng gửi thư đến nữa. Ông chẳng chịu chất thật khắc phục, trừ khử lòng riêng tư của chính mình. Dù tôi khai thị, rốt cuộc có ích lợi chi đâu? Nếu ông chịu sốt sắng tự suy xét tội lỗi của chính mình, cần chi tôi phải nói nhiều. Nội hai chữ tông thành đã bao quát sạch cả rồi. Con người nếu tâm không hư ngụy, chắc chắn chẳng đến nỗi không chịu sửa lỗi hướng lành. Ví như ta thật sự biết kẻ nào muốn hại ta, dù hắn có lắm lời ngon lẽ ngọt dụ dỗ, chắc chắn chẳng để hắn gạt rồi giao phó tánh mạng của ta. Chịu bị lừa chính là kẻ chẳng biết tốt xấu. Đã có kẻ đối đầu lớn lao liên quan đến tánh mạng, sao còn chịu để cho hắn lừa? Đấy gọi là cầu người khác nói ra phương cách mầu nhiệm để bảo vệ thân mạng cho ông, nào có ích gì đâu. Vì thế chẳng muốn nhiều lượt nói rông dài với ông. 126. Thư trả lời ba vị cư sĩ Tống Độc Trạng, Chữ Liên Tịnh và Trương Tử Tịnh, năm Dân Quốc 17, 1928. Đời loạn tột bậc chẳng khác nói nổi, xét đến nguồn cội nguyên nhân gần là trong vòng 110 năm gần đây, hết thảy những kẻ đọc sách làm quan chỉ biết tập luyện cử nghiệp cầu công danh, chẳng biết đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục gia đình. Nếu luận đến cá nhân xa thì quả thật là do họ Trình họ Châu đả phá, bài xích nhân quả báo ứng và danh tử luân hồi mà ra. Do chọn chẳng được gia đình khéo dạy, lại chẳng biết con người vì sao làm người, lại quen nghe nói chết là diệt mất, chọn chẳng có đời trước đời sau, nên vừa gặp gió Âu thổi tới, cảm thấy thuyết phế bỏ lòng hiếu, phế trừ luân thường, không hổ thẹn ấy tự tại vô ngại lắm, bèn nhất trí tiến hành, tạo ra căn bản gây lầm lạc cho con người, không thể không quy tội về các vị biên lý học. Quang nói lời này đích xác tột bậc, biện định tột cùng, chứ chẳng phải nói bừa đâu. Vừa cái lúc này là phải sốt sáng để sướng nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi và giáo dục trong gia đình, nhưng giáo dục trong gia đình lại càng cần phải chú trọng đến nhân quả báo ứng. Hai pháp này duy trì lẫn nhau mới có thể làm cho con cháu sau này chẳng đến nỗi mấy chốc giống như loài thú. Nếu không, dù có giáo dục cũng khó có thể giữ cho chúng nó chẳng bị xoay chuyển bởi thói tà. Nói đến các phương pháp tu trì niệm Phật thì trong Văn Sao đã có nêu đủ, nếu nói rõ sẽ rất tốn bút mực. Dù trong thư này có giảng cặn kẽ thì cũng vẫn là những điều như trong Văn Sao đã nói. Nay tôi gửi cho các ông Văn Sao, An Sĩ Toàn Thư, Gia Nguồn Lục, Di Đà Bạch Thoại Giải, Quán Âm Bổn Tích Tụng, Cảm Ứng Thiên Trực Giảng, Thọ Khang Bảo Giám, Cảm Ứng Thiên Vự Biên, Khuê Phạm, vân vân, mỗi thứ một phần. Nếu tôi có nhiều sách sẽ kết duyên, nhưng vì Văn Sao, An Sĩ Toàn Thư đã gửi đi hết, còn chưa in ra sách mới. Gia Nguồn Lục 1 vạn cuốn đã gửi đi hết rồi, 2-3 vạn cuốn đều chưa in thành sách, chẳng thể gửi nhiều. Do trong Gia Nguồn Lục đã chia thành từng đề tài khác biệt nên đọc khá đỡ tốn tâm lực. Mong dùng đây để tự hành, dùng đây để dạy người thì chắc chắn sẽ đích thân được siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Nếu muốn tu trì tịnh nghiệp, phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiêng giết, ăn chay, bảo vệ quý tiếc sanh mạng loài vật, tiến nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Trong là cha mẹ, anh em trai, chị em gái, ngoài là thân thích bằng hữu, xóm giềng, làng nước, đều dùng điều này để kính khuyên, bất luận họ có tin nhận hay không, chớ nên chẳng làm cho họ được một phen nghe biết. Các ông đã muốn quy y thì nay đặt pháp danh cho mỗi người các ông. Tống Lục Trạng pháp danh là Huệ Trạng, Chữ Liên Tịnh pháp danh là Huệ Tịnh, Trường Tử Tịnh pháp danh là Huệ Trừng. Nếu có thể đoạn trừ vọng tưởng, nhất tâm chánh niệm thì gọi là Trạng, trong lặng, tịnh, là trừng, lắng trong. Đấy đều là những đức sẵn có trong tâm chứ không phải từ bên ngoài mà có. Nếu tâm niệm trần lao thì những đức Trạng, tịnh, trừng sẵn có sẽ bị vọng tưởng khuấy động, biến thành những tướng đục ngầu bẩn thỉu ô uế. Đầu tháng 3 năm sau, Quang sẽ lại sang Thượng Hải để hoàn tất chuyện in sách. Sau mùa thu năm tới sẽ rời khỏi Phổ Đà, đi khắp Đông Tây Nam Bắc để trốn nỗi cực nhọc. thủ tiếp thứ tử. Ngàn phần xin đừng tới Phổ Đà, chỉ đọc kỹ văn sao ra ngôn lục, có thơ đích thân đến gặp mặt Quang nhiều lắm. 127. Thư trả lời thiếu niên Phật học xã thuộc Phật học hội Vô Tích, năm Dân Quốc 23, 1934. Hôm Quang nhận được thư và phương án nghiên cứu của quý xã, không ngăn khổ thẹn. Quang là một ông tăng tầm thường, chẳng có mảy may trí thức gì, chỉ biết học đòi ngu phụ lễ bái trì tục để cầu đới nghiệp vãng sanh, sao có thể làm vị thầy chỉ đạo cho quý xã được. Còn về chương trình đơn giản, Duyên Khởi đã gọi lần trước, quả thật không biết đến chuyện ấy, chắc là do người trong chùa thấy Quang cự tuyệt hết thầy. Hơn nữa cũng chẳng phải là chuyện cần yếu, nên đã giao cho Bính Đinh Đồng Tử thông nhận, rồi cũng không chừng. Quang tuổi đã 70, tâm như trẻ nít vô tri, chỉ đợi kỳ hạn chết, ngoại trừ niệm Phật ra không làm chi khác, huống là dám nhận lãnh chức vị cao cả trong quý xã để điều trần ý nghĩa, tông chỉ kinh sách nghiên cứu, hòng mọi người nương theo tu trì ư. Tuy nhiên quý xã đã tưởng lầm, gửi thư tới tôi cũng chẳng thể không thừa trình sự hiểu biết của chính mình. Thiếu niên học Phật thì phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, tức là thật hành hiếu, để trung tín, lễ nghĩa, liêm sỉ, vân vân, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, tin sâu nhân quả và luân hồi, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dùng những điều này để tự hành lại dạy cho người khác. Hễ hành rồi mà vẫn còn thừa sức, sẽ nghiên cứu hết thảy kinh luận Đại Thừa và những trước thuật của các bậc cổ đức nho thích xưa nay, lại phải hiểu biết nắm được cương tông, dùng điều đó để hoàng dương sự giáo hóa của Đức Phật, tiếp nối đạo của Phật tổ thánh hiền. Đấy gọi là do thực hành nên học rộng, do học rộng nên hiểu được điều cốt lõi. Như thế thì chắc chắn sẽ được dự vào bậc thánh hiền trong đời này, lâm chung đền sanh vào cõi cực lạc. Nếu chẳng chú trọng tận lực thực hành, chỉ mong biết nhiều thấy lắm, sẽ đến nỗi kiêu căng khinh thường mọi thứ, bài bác nhân quả. Người như thế thiên tư quả thật đủ để kế thừa người trước, mở đường cho người sau học theo, nhưng do bước đầu tiên chưa từng kiểm điểm thân tâm của chính mình, từ đấy càng đi càng xa, sai chỉ hảo ly, lạc đi ngàn dặm, rốt cuộc thành kẻ phá hoại đạo của Phật tổ thánh hiền. Đấy chính là chuyện đáng thương xót nhất của những kẻ thông minh xưa này. Chuyện này trong 100 người hết 8-90 kẻ mắc phải, khiến cho người khác phải đau lòng tôi lệ. Quang học vấn quẩn quanh, nhưng nếu chẳng đem sự từng trải 70 năm dâng lên quý xã, một mai chết đi sẽ giống như sống uổng chết phí. Dùng một mảnh giấy này giải tỏ tấm lòng thành may ra, có thể giúp cho quý xã trong chuyện kế thừa người xưa mà mang đường lối cho người sau. Cũng nhờ vào công mọn này, Quang được sanh về Tây Phương thì cũng là được thành tựu bởi quý xã, cảm kích biết dường nào, trân trọng trao lại lời phó thác, nếu gửi thư đến nữa quyết chẳng trả lời. 128. Thư trả lời cư sĩ Viên Đức Thường, 4 lá thư, năm Dân Quốc 22, 1933 và năm Dân Quốc 27, 1938. Ông này vốn tên là Lệ Đình. Một, trước kia ông do mê muội tạo nghiệp, may là xưa có thiện căn nên do nhân duyên ác bèn được vào trong Phật pháp. Đấy là sự may mắn không gì lớn bằng. Này hãy nên tận lực làm chuyện lành, từ tâm địa thấu hiểu, chẳng để cho những ác niệm trước kia đẩy sanh nữa. Hãy nên giữ cho cái tâm niệm Phật và tâm tự lợi lợi tha, chẳng hề bị gián đoạn, thì sống sẽ là bậc thánh bậc hiền, vất đi trở về cực lạc Phật quốc. Đã đọc văn sao, hãy nên hành theo văn sao, cần gì cứ phải hành cho giống với người khác. Còn như đồng thiện xã, đàn cầu cơ, tuy cũng mang tiếng là tu thiện, nhưng người học Phật chớ nên dính vào. Vì sao vậy? Sợ sẽ bị hiểu lầm, tưởng những gì do bọn chúng nói là Phật pháp chân truyền. Ví như mua đồ vật, chớ nên cứ dựa xuông theo quảng cáo cho đó là đúng, phải xét kỹ hàng hóa coi xem thật giả ra sao. Quang giả dối tinh thần mục lực công phu đều chẳng đủ, lại còn bị chuyện tu chỉnh ba bộ sơn trí của Thanh Lương, Nga Mi, Cửu Hoa bức bách khôn cùng. Hãy nên đọc văn sao, đừng đến đất Tô, hễ tới chắc chắn sẽ phải than thở, gặp mặt chẳng bằng nghe tên vậy. 2. Cơm đại bi chớ nên chát nước. Nếu không quen nấu cơm ráo không chát nước, hãy nên lấy nước cơm ấy để luộc rau hoặc dùng làm nước uống. Phạm những ai nấu cơm chát nước thì phải dùng nhiều nước, tốt nhiều củi, chất cốt của gạo đều nằm trong nước cơm, lại ngược ngạo vất đi, chỉ giữ lại xác gạo, bỏ chất bổ. Vừa tổn phước vừa phí tiền, mà sức bồi dưỡng con người cũng ít. Đối với bệnh của mẹ và người em họ thứ hai của ông, đều nên dùng tâm đại bồ đề để cung cấp cho họ cơm rau đại bi suốt 1 tháng. Nếu bệnh họ thật sự lành, sẽ gieo được đại thiện căn. Người em họ thứ hai của ông nếu hồi tâm chuyển niệm sẽ có thái độ khác hẳn. Còn người ai nấy đều có thiện lương, nhưng khởi tâm động niệm cư xử hoàn toàn chẳng thuận theo đạo lý. Ông ta vẫn chê người khác chẳng tuân theo đạo lý, còn ông ta thì có đạo lý, chỉ nội một niệm này đã là chỗ thiên lương phát hiện đấy. Đáng tiếc là không ai chỉ điểm, lại chẳng phản tỉnh tự trách nên trở thành hạng của ngu. Nếu chịu hồi tâm tự vấn, ác sẽ hổ thẹn muốn chết, cảm thấy trong trời đất không có chỗ nào cho ta dung thân. Từ đấy hàng ngày biết là sai trái, hàng ngày sửa lỗi sẽ thành bậc thánh bậc hiền. Nếu lành được thân bệnh thì tâm bệnh sẽ dần dần lành. Hàng ngày ông hãy nên hồi hướng cho ông ta cầu tam bảo gia bị, lại nương vào từ lực của Đức Quán Âm và diệu nghĩa của thần chú. Ăn cơm đại bi suốt 1 tháng ắt sẽ có hiệu nghiệm dị kỳ. Nếu bệnh của mẹ và bệnh của người em họ của ông được lành, sẽ làm rạng rỡ tổ tông hiểu lắm. So với những kẻ được lên chức, được một tước quan, nhưng chẳng thể vì nước vì dân thì khác hẳn một trời một vực. Tuy chẳng quen nấu cơm ráo không chát nước, nhưng lưu tâm làm thử sẽ tự biết cách. Đấy cũng là tiếc phước, sống hợp dinh dưỡng nhiều lắm. Tại chùa Pháp Vũ ở Phổ Đà, vào năm Quang Tự 10 mấy, một vị sư phạn đầu, dù nấu cơm cho 100-200 người ăn vẫn nấu cơm không chát nước. Trong mấy năm vị ấy đã tiết kiệm củi lửa, mỗi ngày chỉ cần 1-2 gánh củi, lại nấu được nhiều cơm, cơm còn bồi bổ con người. Vị phạn đầu kế tiếp thường hay chắt cả mấy thùng nước cơm, nước gần đầy thùng, bèn đổ xuống cống ngầm, nhà kho, khách đường, chấp sự đều chẳng hỏi đến. Đủ biết vị phạn đầu ấy mỗi năm đã phí phạm củi lửa nước cơm của thường trụ, tội ấy lớn lắm. Mong hãy đem nghĩa này nói với hết thảy mọi người, đây cũng là chuyện quý tiếc củi lửa ngũ cốc lớn lao vậy. 3. Mẹ ông ăn cơm đại bi đã có hiệu nghiệm, nhưng chưa đủ để lành bệnh, thì hãy ăn thêm 1 tháng nữa, chuyện này hoàn toàn chẳng khó thực hiện. Nếu gạo ít thì chẳng ngại gì gửi ít, hễ thuận tiện lại gửi tiếp. Còn thái độ của người em thứ hai của ông đã trở thành lương thiện, quả thật là do lòng thành của ông cảm được tam bảo gia bị. Cổ nhân đã nói: trí thành nhi động giả, nhi bất động giả, vị trì hữu giã, bất thành vị hữu năng động giả. Trí thành mà chẳng cảm động được thì là chuyện chưa hề có, chẳng trí thành thì chưa hề có chuyện cảm động được. Ngày hôm nay vị đường già mới trở về, đã đưa thư cho thầy ấy coi, ngày hôm sau nữa sẽ niệm Phật cho ông. Người già 70 tuổi mắc bệnh, nơi trần đã lâu, chẳng thể gấp gáp mong cho lành ngay được. Nếu ăn thêm 1 tháng nữa chắc có thể khỏi bệnh hoàn toàn. Dẫu cho chẳng lành cũng chớ nên nói, lòng thành chẳng có cảm ứng gì, Phật pháp chẳng linh. Đối với người em thứ hai của ông, càng phải nên dùng lòng thành để cảm. Ngõ hầu tổ tông có được đứa con cháu tốt lành, vinh diệu chi bằng. Lời lẽ trong báo ở vô tích, quá sức phù trường sáo rỗng. Người quy y gần 1 vạn, há nên nói là mấy chục vạn. Dẫu thật sự là mấy chục vạn cũng nên nói là mấy vạn thôi, để khỏi mắc họa bị tiểu nhân nghi kỵ. Cổ nhân có sự hàm dưỡng, tuy có mà như không, có thật mà như dối. Sao nhà báo lại quên tuốt, ngược ngạo phô phang thanh thế trống rỗng vậy? Từ dài đừng nên làm như thế nữa. Quang còn chưa lên đến huyện Cáp Dương, tỉnh Thiểm Tây, làm sao nhập học ở trường huyện cho được? Vào trường học ở huyện hay không nói chung chẳng khác gì nhau, nhưng một đằng thật một đằng giả, chỉ khiến cho người ta hổ thẹn không nơi lánh mình, có ích chi chăng? Quang làm người trong cõi thế không lâu nữa đâu, một mai chết đi, muôn vàn chớ nên truyền bậy điều ấy, khiến cho người khác nghi ngờ cười chê. Đối với cha mẹ sư trưởng, Quang chẳng ghi chép một chữ, vì sợ bị hãm trong vực xoáy tiếng tăm hư vọng của con người hiện thời, trước lấy tiếng dị nghị của người khác. Chỉ mong chẳng nhục lây cha mẹ, coi đó là chuyện dạng danh cha mẹ. Huống chi người học Phật há có nên giống như trẻ nít ngoài đường ngoài chợ cầu xin khắp những người có danh vị tán tụng mới coi đó là hiếu hạnh ư? 4. Soạn bài kệ hồi hướng hay lắm, kẻ đứng bên ngoài ác sẽ chê là viển vông, nhưng thật ra nó tương ứng với tâm của bậc đại sĩ, dễ được cảm thông. Ấy là vì người ta dùng sự hung ác, ta dùng lòng từ thiện như nước diệt lửa, như mặt trời làm tan băng. Nếu dùng tình kiến của chúng sanh để cầu đảo, sẽ trái nghịch tâm của đại sĩ, dẫu có cảm thông nhưng nhỏ nhoi thôi. Bài kệ như sau: nguyện thử tụng trì thắng công đức, tức mong đại sĩ tùy gia bị, tiêu trừ tự tha túc hiện nghiệp, tăng trưởng ngã nhân thắng thiện căn, vĩnh kiếp hằng tồn đại sĩ tâm, biến giới thường hành đại sĩ sự, tận vị lai tế tác nhiêu ích, phổ linh hữu tình vô họa hại. Nguyện do công đức trình tụng thù thắng này liền được đại sĩ dù lòng gia bị, tiêu trừ nghiệp trong hiện tại hay đời trước của ta và người, tăng trưởng thiện căn thù thắng cho ta và người. Bao kiếp luôn giữ tấm lòng đại sĩ, các mọi cõi thường làm chuyện của bậc đại sĩ, đến cùng tột đời vị lai tạo sự lợi ích, khiến cho khắp mọi hữu tình chẳng bị họa hại. 129 thư trả lời tiên sinh Phí Phạm Cửu. Mấy hôm trước thư ông được chuyển từ núi đến, biết tâm ông mộ đạo tha thiết, tu trì cẩn thận, cồn ngàn mừng rỡ hâm mộ, nhưng do bận bịu công chuyện nơi đất Hỗ, Thượng Hải, chưa thể trả lời ngay. Ngày hôm qua do có việc sang đất Hàng, tạm được thong dong để viết đại khái, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp, nghiệp là chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế chư Phật. Ông đã hiếu thảo với cha mẹ, tiết kiệm chất pháp, ắt chẳng đến nỗi nhận tiền tài phi nghĩa, hạnh ấy tâm ấy khá hợp với Phật. Nếu lại còn dùng tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ắt sẽ được như nguyện. Đã làm con người ta, làm cha người khác, hãy nên suy nghĩ ngọn nguồn rốt ráo tới đường lối, khiến cho cha mẹ ta, con cái ta rốt ráo được an ổn. Há chẳng tận được khuyên lơn cha mẹ và con cái ta cùng tu tịnh nghiệp hay sao? Đây là luận theo phía người thân, nhưng hết thảy chúng sanh đều là Phật tử. Ta đã biết rồi, nữa nào chẳng làm cho anh em trai, chị em gái, thân thích xóm giềng, hết thảy những người tiếp xúc, ai nấy đều được biết ư ông muốn quy y để mong vãng sanh. Há chẳng phát ra hoảng thệ để hành sẵn cái đạo tùy phận tùy lực độ người hay sao? Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Mậu, nghĩa là dùng đại trí huệ để hành đạo tự lợi lợi người. Cái đạo tự lợi lợi người vừa nói đó chính là bảo hết thảy mọi người đồn đốc đơn thường, nghiêm túc chọn hết bổn phận, giữ lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ lòng ham muốn của chính mình để khôi phục cái lễ, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Trong Văn Sao đã nói nhiều lần, này lại nói nữa, vì sợ có thể là chẳng chú ý đến nỗi lầm lỡ bỏ qua, do vậy chẳng ngại gì lại nói nữa. Hơn nữa thế đạo hiện thời rối loạn, bày ra những chuyện chưa từng có, xét đến cội nguồn, nói chung là do trong gia đình không khéo dạy và chẳng giảng nhân quả báo ứng mà ra. Thiên hạ chẳng yên, thất phu thất phụ cùng có trách nhiệm chú trọng giáo dục trong gia đình và nhân quả báo ứng, thì hiện tại tự nhiên sẽ khởi lên đông đảo, thiên hạ sẽ dần dần thái bình. Mong ông đối với hết thảy mọi người đều dùng lời lẽ này khẩn thiết bảo ban. Đấy cũng chính là đại sự sống trong cõi trần học đạo, cư trần học đạo. Tuy mình chưa đắc độ nên có thể độ được người, quan trọng nhất mong hãy sáng suốt xét soi thì may mắn lắm. Những điều khác đã nói tường tận trong Văn Sao, ở đây không ghi chi tiết. 130 thư trả lời cư sĩ Huệ Đạo, tức Dương Hán Công. Thư ông đã nhận đủ cả, những chỗ ông trải qua đều được người tốt lành chiếu cố, chính là do tam bảo gia bị mà ra. Những đạo lý được nói ở cuối thư rất hay, bí quyết dùng sự khiêm tốn để thực hiện thành ý. Nếu luận trên hạng thượng căn thì được, còn đối với hết thảy những người thượng trung hạ căn mà luận, hãy nên dùng trí tri cách vật, mới là lời luận định khế lý khế cơ tột cùng. Trí tri và cách vật theo kiểu họ Trình họ Châu đã nói muôn vàn, chẳng thể nương theo được. Cần phải biết trí tri và cách vật chính là căn bản để mong thành thánh thành hiền, bởi tri kiến đã thiên lệch sẽ chẳng thể thành ý được. Tri kiến bị thiên lệch là do trong tâm có nhân dục, lòng ham muốn của con người, riêng tư lệch lạc. Trừ khử được lòng nhân dục riêng tư lệch lạc ấy thì tri kiến sẽ tự tránh. Tri kiến đã tránh thì ý sẽ thành, tâm sẽ tránh, tu được thân. Học vấn thật sự chẳng cần phải tỏ lộ nơi huyền diệu, chỉ cần làm cho hết thảy mọi người biết phải thực hiện nơi đâu, họ sẽ vui vẻ thuận theo. Phần sau lược đi. 131 thư trả lời cư sĩ ông Trí Kỳ, hai lá thư, vốn tên là Triệu Kỳ. 1. Đã nhận được thư đủ cả, chất độc của họ Âu, họ Hàn còn nhỏ, chất độc của họ Châu, họ Trình mới lớn. Vì những nhà lý học sau thời Trình Châu, không một ai chẳng xem trộm kinh Phật, nhưng không một ai chẳng cực lực báng bổ Phật Pháp, đến nỗi biến thành mối đại loạn này. Đều là vì các nhìn hạn cuộc nơi môn hộ của các vị tiên sinh ấy mà ra. Quang già rồi chẳng thể viết khai thị cạn kẽ được. Nay gửi cho ông hai gói sách, nếu chịu lắng lòng đọc kỹ, sẽ không có mối nghi nào chẳng cởi gỡ được, có nguyện gì đều đạt được. Điểm quan trọng trong việc học Phật là quý ở chỗ chọn hết luân lý. Học Phật như thế sẽ là đệ tử thật sự của Đức Phật. Nếu chẳng chọn hết luân lý thì chính là tội nhân trong Phật giáo. Đức Phật gặp cha nói tử, gặp con nói hiếu, thiện pháp thế gian đều chẳng bỏ sót chi, chỉ không chấp thuận cho con người luyện đan vận khí, ngoại đạo trong thế gian ăn trộm kinh Phật để tự tạo kinh điển, ngược ngạo báng bổ Phật pháp, cho là pháp của chúng, mới chính là pháp được truyền bởi lục tổ. Từ đấy các hòa thượng đều chẳng có pháp nữa, pháp trả về tay người tại gia bọn chúng, dối đòi lừa dân không chỉ hơn thế. Những điều khác đã được nói tường tận trong mỗi kinh sách, ở đây không viết cạn kẽ. Ý nghĩa của pháp danh là trí kỳ được viết riêng trong tờ giấy khác, từ giấy chỉ nên dựa theo kinh để tu trì. Đừng gửi thư đến nữa vì tôi không có sức để thủ tiếp vậy. 2. Thư và bài viết tường thuật, hành trạng đều nhận được đủ cả. Nay đặt pháp danh cho tịnh nhàn là trí nghi, nghĩa là trước đã niệm Phật, nay vãng sanh, thầy đều hợp thời nghi. Bài tường thuật hành trạng nếu không phải là nói thêm thắt, Quang một mực chẳng ưa khen ngợi sảng bậy người khác, vốn chỉ là đệ tử càng chẳng nên khen ngợi. Nay soạn một bài tụng để ca ngợi sự lợi ích cao siêu thủ thắng của pháp môn tịnh độ, ngõ hầu, người thấy nghe cùng sanh tịnh tín, cùng tu tịnh nghiệp, cùng sanh tịnh độ. Dùng công đức này bồi đắp thêm cho trí nghi, ngõ hầu bà ta được cao thăng thượng phẩm, mau chứng vô sanh, xin hãy sáng suốt suy xét. Cõi đời lại thường hay đem hình ảnh của người đã mất, cậy danh nhân viết bài ca tụng rồi in ra tặng cho người khác. Người ta hoặc xem qua một lần hoặc chẳng đọc kỹ, liền quăng vào trong đống giấy vụn. Người mất bị khinh lởn như thế chẳng có ích gì cho ai, chỉ bằng đem gửi cho Thượng Hải Phật học Bán Nguyệt San để hết thảy mọi người đều được xem thì chẳng tốt hơn ư? Hãy châm trước lượng định rồi thực hiện. 132. Thư trả lời cư sĩ Huệ Long, năm Dân Quốc 21, 1932. Đã nhận được thư đầy đủ. Chuyện lánh nạn sang đất khác là hành vi của đại phú ông. Tôi chỉ là một hòa thượng nghèo khó, làm sao có thể hễ dự tính liền tránh né được ngay. Nếu như chiến tranh thật sự lan đến đất Tô, cũng không phải là nhất định không tránh né. Tránh né cũng dễ thôi, sao lại coi chuyện này quá trọng đại như thế. Nếu có thể đình chiến thì nhà in sách sẽ hoạt động, còn làm chuyện lớn được. Nếu lìa bỏ đất Tô đi xa, các sự hoạn nạn sẽ ứng vào ngay. Con em của kẻ phú quý phần nhiều chẳng làm chuyện gì, một mai gặp hoạn nạn ắt sẽ đến nỗi không sao tự lập được. Này hãy hoàn toàn đừng sai bảo đầy tớ, hãy đích thân nhấc chân động tay. Một là tập làm lụng cực nhọc cho huyết mạch điều hòa, hai là do ít nhàn rỗi sẽ tiêu được các vọng niệm. Đây thật sự là biện pháp căn bản để yêu thương con cái, còn gì tốt lành hơn. Đạo nho bị suy, nguyên do là vì bọn lý học bài xích đả phá nhân quả ba đời và lục đạo luân hồi, khiến cho thiện chẳng có gì để khuyến khích, ác không có gì để trừng phạt. Những hiện tượng diễn ra trước mắt quả thật là do học thuyết của bọn lý học đã dẫn dắt ra. Muốn chấn hưng nho tông thì phải tận lực chăm chú hành từ hiếu, hòa thuận, cung kính. Thiên hạ loạn lạc đều là do những kẻ làm cha mẹ chẳng biết dạy dỗ con cái mà ra. Vì thế một chữ từ cả cõi đời chẳng biết được ý nghĩa thật sự. Nếu thật sự biết thì cả cõi đời sẽ tự thái bình. Lệnh nghiêm chẳng sanh lòng tin cũng là vì bị học thuyết lý học sai khiến. Nhưng trong những năm gần đây, chiến tranh xảy ra tại đất Hỗ, Thượng Hải, sự tích của những người do niệm Phật mà được những thứ cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn rất nhiều. Sao không uyển chuyển kể lể tường tận, khiến cho cụ sẽ do đó mà nảy sanh lòng tin. Nếu cụ đã biết rõ chuyện này mà vẫn chẳng sanh lòng tin thì chỉ nên hướng về Phật sám hối túc nghiệp thay cho cụ, lại đem công đức niệm Phật của chính mình để hồi hướng cho cụ, chắc sẽ có ngày sanh lòng tin phát nguyện. Nếu có thể sanh lòng tin tu trì tịnh nghiệp để được vãng sanh tịnh độ thì có thể gọi là thờ cha mẹ đại hiếu, cả nhà đều ăn chay, cố nhiên chẳng cần phải lo riêng đổ mặn, chỉ cần nấu đổ chay sao cho có mùi vị dễ ăn thì cũng không phải là không được. Nếu giết chúng sanh hồng thỏa thích miệng bụng của cha mẹ sẽ khiến cho cha mẹ thật sự phải hứng chịu quả báo giết hại trong đời sau. Lòng hiếu ấy nếu hoàn toàn là vì chẳng biết đến Phật pháp thì còn chấp nhận được, nhưng đã chẳng có ý sống đơn giản chất phác thì cần gì tâm phải tự bất an như vậy. Nếu lũ con cái vẫn ăn mặn như cũ, chứ không phải là cả nhà đều ăn chay hết, thì cũng chẳng nên buộc một mình cụ già phải ăn chay, nhưng cũng chớ nên mặc sức ăn để khỏi chồng chất sát nghiệp cho cha mẹ ta vậy. 133. Thư trả lời cư sĩ Trịnh Phỉ Kham, năm Dân Quốc 26, 1937. Thời cuộc nguy hiểm vạn phần, trước hết hãy nên làm cho Trần Trọng Mỹ chú trọng ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Trong thời kỳ này chỉ nên sốt sáng tu trì, chớ nên nghiên cứu tràn lan, bày sống chết còn mất đã ở ngay trước mắt. Nếu chỉ nghiên cứu tràn lan về mặt giao thiện căn thì có, nhưng nơi liễu sanh tử thì không. Ngoài niệm Phật ra, hãy niệm kèm thêm thánh hiệu Quán Âm để cầu ngừng chiến khỏi nạn. Ắt cần phải có lòng thành như cứu đầu cháy thì mới có cảm ứng được. Dẫu vận nước chẳng thể xoay chuyển được ngay, nhưng chính mình chắc chắn được tam bảo gia bị, gặp nguy hiểm vẫn bình yên. Ngoài những sách đã nêu trong danh mục, xin thỉnh sách của ông còn thêm Văn Sao, Tước Tài Hội Khai Thị, Trần An Bút Ký, Khuyến Điểm Quán Âm Văn. Chắc là Trương Công Quán đã sớm gửi rồi, này phụ thêm mấy chương. Mong hãy nói với những người trì giao. Tuy Tô Châu bị ném bom nhiều lần, có người khuyên Quang đi chỗ khác, nhưng Quang nghĩ sống chết có mạng. So với chuyện bị kinh sợ trên đường đi, sao bằng ở yên bất động bị chúng bom chết yên vui. Vì thế nhất loạt dùng lý do này để từ khước hàng ngày chỉ niệm Phật, niệm Quán Âm, niệm chú Đại Bi để làm căn cứ hộ quốc hộ dân, bảo vệ chính mình. Nếu như định nghiệp khó thể trốn tránh, bị chúng bom chết sẽ liền vãng sanh, đấy cũng là điều mong mỏi vậy. Chỉ chán nghe lời khuyên bỏ sang nơi khác, bởi đấy là đã khổ còn chồng thêm khổ. 134. Thư trả lời cư sĩ Ngô Hy Đạo. Còn người sống trong thế gian, điều quan trọng nhất là thân cận thầy lành bạn tốt. Có thầy lành bạn tốt thì sẽ có thể trở về chánh đạo. Nếu không, bạn bè nhậu nhạt tụ họp, hàng ngày xen lộn với phường hạ lưu, bệnh tật cũng do đó thường chẳng lành được. Pháp môn tịnh độ không gì lớn lao ra ngoài được, nhưng kẻ thiếu hiểu biết thường coi nhẹ. Ông đã chỉ danh, nhưng tâm chưa quý nhất là vì nghiệp chướng sâu đậm vậy. Lúc niệm phải giữ tấm lòng kính sợ, niệm khởi từ nơi tâm, tiếng phát ra từ miệng, âm thanh lọt vào tai, phải sao cho nghe từng câu rõ ràng, từ sáng đến tối lúc nào, không phải dùng tâm để làm việc thì thường niệm. Niệm lớn tiếng nhỏ tiếng, niệm thầm trong tâm đều phải nghe, bởi tâm vừa khởi, niệm liền có tướng của tiếng. Tài của chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình là chuyện hết sức rõ ràng. Sáng tối lập một công khóa, hoặc tụng một biến kinh Di Đà, 3 biến chú vãng sanh, rồi niệm kệ tán Phật, niệm Phật hoặc 1000 hay 800 câu hay 500 câu, tùy theo mỗi người mà lập ra công phu. Nếu quá bận thì dùng cách sáng tối thập niệm. Ngoại trừ lúc thực hiện công khóa sáng tối ra, đi đứng nằm ngồi đều phải niệm. Chỉ cầu tâm quy nhất, chẳng nhất định phải cầu tướng lành. Nếu tâm đã quy nhất sẽ khác với lúc tâm phập phèo tán loạn. Nếu chẳng chú trọng tầm quý nhất, thường mong thấy được tướng lành, rất có thể ma sự khởi lên, chẳng thể không biết. Chí thành khẩn thiết lắng nghe, chắc chắn chẳng đến nỗi ma sự dấy lên. Nhiếp chọn 6 căn tịnh niệm tiếp nối, chính là cách niệm Phật mầu nhiệm nhất. Phải thường xem tịnh độ ngũ kinh, cần phải cung kính chớ nên khinh nhẫn. Đọc tịnh độ ngũ kinh sẽ biết đại nguyện của Đức Di Đà, sự trang nghiêm của cõi tịnh độ và sự thích hợp chọn khác của pháp môn. Những kẻ nói pháp môn tịnh độ là tiểu thừa, là pháp tu của ngu phu ngu phụ thì biết là họ trong đời trước chưa từng giao thiện căn tịnh độ nên mới nói nhăng nói cản như vậy. Trước hết hãy nên đọc Giang Nguồn Lục, rồi xem Văn Sao, rồi xem Tịnh Độ Thập Yếu, sẽ biết rõ đại nghĩa tịnh độ. Nhưng cần phải tự lợi lợi tha, nên khuyên cha mẹ, anh em trai, chị em gái, con cái, thân thích, bằng hữu, xóm giềng, làng nước đều cùng ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ông tu trì được như thế thì bảo đảm thân thể ngày càng khỏe mạnh, tâm thần ngày càng định, chuyện tiền đồ đều thuận lợi. Quang già rồi, mục lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ, cởi cho ông 2 gói kinh sách đủ lại. Đấy chính là vô lượng vô biên thầy lành bạn tốt. Từ giày chẳng nên gửi thư đến nữa, cũng đừng giới thiệu người khác quy y, vì không có mục lực lẫn tinh thần để thủ tiếp. Thời cuộc hiện thời nguy hiểm muôn vàn, nếu chẳng dùng niệm Phật để dự phòng, lỡ như chiến sự phát sanh, lấy gì để nương cậy? Chiến sự hiện thời, có trốn cũng không được, đề phòng cũng không được. Nếu siêng năng niệm Phật sẽ có thể gặp dữ hóa lành. Mong hãy sáng suốt soi xét, pháp danh quy y gửi kèm theo thư. 135. Thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Sương, 3 lá thư, vốn có tên là Tự Sương. 1. Lệnh Nghiêm Lâm Trung thần thức sáng suốt niệm Phật qua đời, chắc là sanh về Tây Phương. Nhưng bất luận đã sanh về hay chưa, phận làm con cố nhân nên thường lễ bái chỉ tụng, để mong cụ chưa được sanh sẽ sanh, đã vãng sanh sẽ tăng cao phẩm vị. Hơn nữa, sự lễ tụng này không chỉ hữu ích riêng cho người đã khuất, mà thật ra có lợi lớn lao cho người còn sống. Do dùng cái tâm hiếu kính với cha mẹ để lễ tụng, so với những kẻ chuyên vì chính mình lễ tụng, công đức lớn hơn, bởi hiếu tâm chính là bồ đề tâm vậy. Cha ông đời trước đã có vun bồi rất nhiều, nên đời này ưa làm lành, chuộng điều nghĩa, tin sâu Phật pháp, tu trì tịnh nghiệp. Trong một đời cụ bị lắm bệnh ngặt nghèo, ấy là do nghiệp đời trước. vì trượng làm lành tên Phật nên chuyển báo nặng đời sau thành báo nhẹ trong đời này để giải quyết cho xong. Ông đã muốn kế thừa trí cha, lại muốn cha mẹ ông đều cùng được cao đăng phẩm sen,